Đó, chúng ta qua lấy cái này. Lấy cái này để chèn. Đúng ra là phải đập luôn cả cái này này. Đập luôn cái này. Cái bằng nó phải như vào trong. Tôi lấy vào thẳng, tôi lấy vào thẳng. Tôi lại sẽ làm cái chuyện đó vậy. Đại diện là Nguyễn Minh Linh.